Xin chào các anh chị. Trong quá trình mà lắp đặt rèm cầu vòng đó, có nhiều anh chị là vướng cái dây kéo. Thì hôm nay Tuyền sẽ hướng dẫn cho anh chị. Tuyền ví dụ đây là những cái bộ rèm cầu vòng mà các anh chị mua về nè. Bây giờ cái dây kéo nó nằm bên tay trái của các anh chị. Thì anh chị sử dụng á, nhiều khi có những cái khung cửa mình muốn đổi cái dây này nè, nó qua bên tay phải. Thì hôm nay Tuyền sẽ hướng dẫn cho các anh chị trong trường hợp này. Ở đây nó có hai bộ rèm cầu vòng của hai thương hiệu, đó là thương hiệu của Sangaku và một cái bộ trên tay em gái đây là thương hiệu của Modero. Thì hai cái bộ này nó giống nhau các anh chị, cái cơ cấu hoạt động với cái trục nó giống nhau. Do đó mình sẽ hướng dẫn cho anh chị một bộ, và các anh chị thấy gặp cái thương hiệu nào các anh chị cũng có thể làm. Thì bây giờ mình ví dụ các anh chị, đây là cái bộ rèm cầu vòng của thương hiệu Modero. Thì trên đây nó có cái chữ Modero rồi các anh chị, và ở trên cái củ kéo này nè, nó cũng có thương hiệu Modero, thì các anh chị có thể hình dung ra được. Và trường hợp Tuyền ví dụ đây là cái nhà các anh chị đã mua về tự lắp đặt, nhưng mà cái dây kéo nó nằm bên tay trái của Tuyền, tức là bên tay trái của anh chị á. Bây giờ các anh chị muốn dời cái dây này qua bên này thì Tuyền sẽ hướng dẫn cho các anh chị. Thì đầu tiên các anh chị để trên cái hộp máng á, nó có gồm có thanh nè, hộp máng tre nè, rồi sợi dây kéo, và chúng ta chỉ cần đổi đây bằng cách là chúng ta gỡ ra. Các anh chị cứ làm theo cái hướng dẫn của Tuyền và Tuyền sẽ đi từng chi tiết nhỏ cho các anh chị. Đầu tiên mình kéo vô cho nó bộ rèm cho nó gọn lại đi. Rồi bước thứ hai là các anh chị để xuống bàn nè. Các anh chị kiếm cái mặt bàn vị trí nào đó cho nó thuận lợi nhất thì các anh chị gỡ một bên thôi. À, chúng ta dùng máy bắn vít nè, bắn cho nó nhanh. À, chúng ta gỡ một con. Gỡ ra các anh chị thấy nè, mình sẽ lấy này ra. Đó. Thì nó rớt ra gồm có cái hộp máng nè, cái nắp và cái ống rơm, kéo mạnh ra các anh chị, nắp đây. Thì chỉ cần chúng ta đổi cái chốt này qua bên này và cái cụ kéo nè, các anh chị giật ra nè, các anh chị đưa qua bên đây. À, còn cái này thì nó, anh chị lấy ra nó rất là cứng, thì chúng ta có thể dùng một cái tu vít, chúng ta đẩy. À, các anh chị thấy không ạ? Thì các anh chị lưu ý là cái cây quay trên đây nè, thì để cho mình điều chỉnh cái xoay lá. Thì lỡ mà anh chị xoay như thế nào đó không sao đâu, Tuyền sẽ hướng dẫn cho mình xoay. À, mình có cái nút điều chỉnh riêng. Rồi chúng ta lấy từ cái này ra thì chúng ta đổi ngược lại thôi. Cách nó có cái chốt ngàm này với cái lõi, trong lõi nó có ngàm, chúng ta đẩy vào. Rồi chúng ta xoay ngàm, chúng ta nhấn mạnh vào. Và cái cụ mà mình dây kéo á, mình đổ qua một bên thì mình bắt đầu mình lắp vô. Nó có cái ngàm, các anh chị cứ đưa vào cái ngàm là được rồi. Rồi xong rồi. Đấy. Vậy là đã xong. Bước thứ hai là mình đổi dây đầu kéo, sau đó xong rồi. Bây giờ chúng ta gắn vào thôi. Cái lõ trong đây chúng ta gắn vào cái ống rồi đó. Đấy, các anh chị thấy mình rất là dễ làm. Sau đó chúng ta điều chỉnh lại. Rồi chúng ta sẽ gắn cái này vào. Khi mình đưa vào rồi đó thì nó có hai con ốc nãy mình gỡ ra, bây giờ mình bắt lại thôi, mình lắp lại, mình đưa vào đúng rồi đó. Sau đó mình siết ốc lại. Nó tiện dụng cái máy bắn vít bắn cho nhanh. Giờ là xong rồi các anh chị, một cái. Và cái này bây giờ mình chỉnh cái tay mình làm sao cho con ốc nó vô. Rồi như vậy là Tuyền đã đổi dây xong rồi. Bây giờ Tuyền đã điều chỉnh được cái cụ quay từ bên trái qua bên phải. Và bây giờ mình tiến hành mình kiểm tra thôi. Và Tuyền nhờ em gái kéo để mình kiểm tra lại cái bộ rèm. Rồi em kéo đi, em kéo đi. Thì bây giờ cái dây nó kéo nằm bên này, các anh chị xem nè. Mình làm xong rồi, nhưng mà trường hợp cái lá, hai lá nó lệch nhau nè, thì nó mình nhìn bên hông này, thì bây giờ mình phải chỉnh bằng cái chốt này. Thì nó lệch như thế nào mình chỉnh. Đầu tiên là em kéo lên chút xíu đi, chỉnh cho nó lên chút xíu nữa. Rồi nữa chút xíu nữa trên. Rồi bây giờ mình kéo thấy nó thấy lệch đúng không. Anh chị mình nhấn vô cái nút màu đen này nè, mình nhấn vào nó có cái lò xo á, nó đàn hồi, mình nhấn vào. Rồi sau đó mình vặn chiều kim đồng hồ nè, mình vặn chừng nào mà nó chắc rồi đó, nó mình vặn không được nữa thì nó xong rồi. Nhờ em kéo lại lần nữa. Rồi em kéo lên đi. Rồi. Rồi em kéo xuống.
Rồi, rất là tốt. Thì bây giờ cái bộ đèn mình nó rất là chuẩn, và tiền kiểm tra ánh sáng nè, hầu như là nó vừa đủ, và nó không, cái lá nó chênh lệch nhau rất là đều và rất là đẹp. Trường hợp mà ví dụ mà lá các anh chị lệch á, thì các anh chị có thể điều chỉnh con ốc phía sau đây. Bên cái củ quay thì nó không có con ốc, nhưng mà bên cái nghịch lại á, phía ngược lại thì phía sau nó có một con ốc để điều chỉnh độ vải lên xuống cho mình, để mình theo cái yêu cầu. Thì đây là cái cách mà Tuyền vừa hướng dẫn cho mình làm điều chỉnh dây kéo bên trái mà mình điều chỉnh qua bên phải. Trường hợp mà các anh chị mua về mà tự lắp đặt á, mà những cái dây kéo này nó hay vướng ngay cái tay cầm á, mình không có để ý, thì vô tình nó vướng, thì anh chị có thể dùng cái cách này mình điều chỉnh dây. Và các anh chị trong quá trình xem á, các anh chị làm á, thì các anh chị chưa hiểu chỗ nào, các anh chị có thể comment ở phía dưới hoặc gọi cho hotline công ty. Công ty sẽ có một bộ phận hỗ trợ cho anh chị nhanh nhất để các anh chị có được cái bộ rèm đẹp. Mình rất là vui và cảm ơn các anh chị đã xem hết video. Hẹn lại các anh chị trong những sản phẩm tiếp theo. Tôi là Ngọc Tuyền đến từ Titaco Việt Nam. Xin chào.